những nhà dân chủ cội, những nhà nhân quyền bịp, thí dụ như là Henry Banh, như Benny Trương, như Tân Thái, Tân Đông Võ và một số những cái nhà dân chủ cội và nhân quyền bịp. Họ thường khoe khoang rằng ở nơi họ đang sống, ở nước ngoài có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, đầy những nhân quyền, đầy dân chủ, đầy tự do. Nhưng tại sao họ không yên phận, họ không tận hưởng những cái cuộc sống như thần tiên mà họ thường rêu rao đó, mà lại cứ thường hay chõ mồm về Việt Nam để xuyên tạc, để bịa đặt, để nói xấu chế độ của chúng ta, nói xấu đất nước của chúng ta? Theo các bạn thì vì lý do gì? Và chính câu hỏi này Trần Ngơ cũng muốn vừa là để hỏi các bạn, vừa cũng là chủ đề cho buổi tâm sự, cũng như chia sẻ những suy nghĩ và tâm trạng của Trần Ngơ đến với mọi người. Theo Trần Ngơ thì lý do duy nhất chỉ là lòng hận thù, là lòng ganh ghét, lòng đố kỵ của bọn chúng chưa khi nào nguôi ngoai, mặc dù đã 40 mấy năm nay họ vẫn nuôi trong lòng họ một cái ý tưởng thù hận, một cái lòng đố kỵ ganh ghét. Khi mà đất nước chúng ta ngày một phát triển thì lòng ganh ghét trong họ lại dâng cao lên, tức là sự phát triển của đất nước chúng ta tỷ lệ thuận với lòng ganh ghét đố kỵ của những tên dân chủ cội, nhân quyền bịp ở hải ngoại. Những luận điệu mà họ đưa ra thì như chúng ta đều biết đều là xuyên tạc, đều là bịa đặt. Thí dụ như là cái thằng Benny Trương, không biết là nó ở bên Úc, ở bên Mỹ, nhưng mà nó cứ luôn luôn mồm nói rằng nước chúng ta đang rất là nguy nan, nào là bán hết đất, bán hết biển cho tàu cộng. Và những tên như là Henry Banh hay là Tân Thái cũng vậy, cũng cùng một luận điệu như thế. Luôn luôn xúi dục chúng ta phải đối đầu, cắt cái quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và phải chống tàu triệt để. Đó là cái luận điệu mà bọn chúng nói rằng vì thương đồng bào, vì thương nhân dân, cho nên là chúng nó mới phải kêu gọi nhân dân phải biết đứng dậy mà tranh đấu và gây chiến với lại tàu. Đó là cái luận điệu của bọn chúng. Và chúng nói rằng chỉ có chống loại tàu thì dân tộc chúng ta mới tồn tại. Nhưng mọi người đều biết thì nước Việt Nam chúng ta do tạo hóa và do lịch sử để lại luôn luôn phải sống gần với Trung Quốc. Và ông bà cha mẹ chúng ta cũng vẫn thường dạy chúng ta rằng bán anh em xa mua láng giềng gần. Đó là cái phương châm sống để chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi hòa hảo với những láng giềng là một điều rất tốt. Ngay cả gia đình chúng ta cũng thế, chúng ta luôn luôn muốn có sự hữu hảo với những người hàng xóm láng giềng. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà ông bà cha mẹ chúng ta thường dạy chúng ta như vậy. Thế nhưng mà cái bọn người Việt bị biến đổi gen, tức là mấy cái nhà dân chủ cội và nhân quyền bịp ấy, cho phép tôi được gọi ở đây là những người Việt biến đổi gen, tức là danh từ tôi chỉ những cái bọn chống cộng ở hải ngoại. Không biết chúng có học được câu nói đó không, mà suốt ngày ra rả chúng có khuyên chúng ta phải đánh tàu, phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với tàu, mà phải chơi với Mỹ, tức là cái quốc gia mà một thời kỳ đã là ông bố của chúng nó, mà chúng nó đã làm một cái tiếp tay sai. Cho nên bây giờ chúng cũng muốn là chúng ta cứ phải theo lời khuyên của chúng nó. Nhưng mà nhà nước Việt Nam theo tôi rất khôn khéo, rất tỉnh táo trong cái vấn đề ngoại giao. Và tôi cho rằng trong suốt thời gian từ xưa cho tới nay thì những người lãnh đạo Việt Nam luôn luôn có những đường lối ngoại giao
vô cùng phù hợp và đã mang lại những kết quả tốt đẹp như chúng ta đều biết. Chúng ta biết tranh thủ những cái lực lượng tiến bộ, những cái lực lượng ủng hộ chúng ta, đồng thời chúng ta cũng biết đâu là kẻ thù trước mắt, đâu là kẻ thù tiềm ẩn. Và theo cái quan niệm đó thì hôm nay Trần Ngơ, theo Trần Ngơ, kẻ thù lâu dài và trước cũng như trước mắt của chúng ta chính là cái bọn những cái tên người Việt bị biến đổi gen. Như mọi người đều biết thì về cái quan niệm mà chúng nó xui ta đối đầu với lại tàu đó, thì mồm chúng nó nói rằng chúng rất thương những người dân ở Việt Nam, thế nhưng mà chúng lại xui chúng ta đối đầu với tàu. Tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng do là nước láng giềng với nhau cho nên phải có những quan hệ, nếu như hòa hảo mật thiết được thì vô cùng tốt đẹp cho người dân ở hai nước. Đó là vấn đề buôn bán, là vấn đề du lịch, là vấn đề quan hệ đi lại, nó rất thuận lợi. Và chúng ta phải thừa nhận rằng nền kinh tế của chúng ta cũng đang phải nhờ cái thị trường Trung Quốc mà cái mức độ tăng trưởng của chúng ta cũng ngày một lớn lên. Biết bao nhiêu những cái đồ thủy hải sản cũng như những sản phẩm nông nghiệp của chúng ta đều xuất qua Trung Quốc một tỷ lệ rất là lớn. Đó là đảm bảo thu nhập, đảm bảo đời sống cho bà con nông dân ở trên cả cái đất nước Việt Nam này. Thế nhưng bọn chúng lại khuyên chúng ta đoạn tuyệt với Trung Quốc. Như vậy theo các bạn, đó là chúng thương dân tộc ta hay là chúng hại dân tộc ta? Chúng thương nhân dân chúng ta hay là chúng xúi bậy nhân dân chúng ta? Rồi còn một cái mà đối đầu với Trung Quốc thì có khác nào một thằng trẻ con lên ba mà dám khiêu chiến với một chàng thanh niên lực lưỡng? Tất nhiên chúng ta không sợ Trung Quốc nếu như họ xâm lăng và chèn ép chúng ta quá. Nhưng biết người biết ta thì trăm trận không nguy. Đó là binh pháp mà tôi tin rằng ai cũng hiểu. Nếu như chúng ta bây giờ là đối đầu với Trung Quốc thì phần thiệt thòi đương nhiên là sẽ về chúng ta. Nhưng khẳng định lại rằng dân tộc chúng ta chưa khi nào sợ người Trung Quốc. Nhưng chúng ta cũng từ xưa đến nay cũng đều muốn bang giao hữu hảo với Trung Quốc. Dẫn chứng là ngay từ những thời triều đại phong kiến, khi nhà Trần, nhà Lê hay nhà Lý sau khi đã đánh bại được những đạo quân xâm lược của chúng thì chúng ta đều tìm cách để hòa hảo, để giữ lại cái mối bang giao, mang lại sự bình yên cho quốc gia. Và ngày nay cũng vậy, nước Việt Nam vẫn thực hiện theo những cái cha ông đã để lại những bài học to lớn cho chúng ta. Là đế quốc Mỹ sau khi họ rút quân và họ thừa nhận rằng cuộc chiến tranh này là họ là thất bại, thì chúng ta cũng sẵn sàng quan hệ với Mỹ để giữ cái mối bang giao. Điều đó cũng khẳng định rằng dân tộc Việt Nam chúng ta luôn luôn yêu chuộng hòa bình. Thế nhưng lũ người Việt biến đổi gen kia luôn luôn xúi chúng ta phải gây chiến, phải đối đầu với Trung Quốc. Và đến đây thì các bạn thử trả lời xem, những tên người Việt biến đổi gen đó thực sự yêu nhân dân Việt Nam hay không? Và tôi nói bổ sung thêm ý là những người lãnh đạo, những người Cộng sản Việt Nam rất khôn khéo trong vấn đề ngoại giao. Chúng ta không lệch hẳn về bên nào, bởi vì những bài học xương máu cũng đã cho chúng ta biết. Nếu như bây giờ chúng ta đoạn tuyệt với Trung Quốc thì phần hại như tôi nói là đã thuộc về chúng ta rồi. Một nước nhỏ, nước yếu thì đương nhiên cái hậu quả nó trầm trọng cho dân tộc, cho đất nước.
chúng ta. Bây giờ chúng ta đoạn tuyệt hẳn với Mỹ thì cũng đó là hạ sách. Bởi vì bây giờ họ cũng đã họ biết rằng những cái sai lầm của mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và họ cũng muốn quan hệ với chúng ta, thì chúng ta cũng vẫn giữ một thái độ ôn hòa, cũng như là chúng ta đi theo một con đường trung đạo, không ngả hẳn về bên nào. Và đất nước Việt Nam chúng ta, từ khi có những người cộng sản lãnh đạo, thì từng bước phát triển. Ngày nay chúng ta đã quan hệ ngoại giao với hầu hết khắp cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước lớn, thì chúng ta đều có những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Chúng ta chơi với lại cả những người khi ngày trước họ là kẻ thù, nhưng bây giờ họ đã biết những cái điều cần phải làm, là họ là kính nể dân tộc chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng bắt tay như với Úc, Hàn Quốc, Thái Lan. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc rộng lượng, bao dung. Nói về sự thù hằn thì chúng ta có quyền thù nhiều nước, nhưng chúng ta biết khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nhưng lũ người Việt biến đổi gen luôn luôn tìm cách khơi dậy những lòng hận thù. Họ muốn hòa hợp dân tộc, họ muốn hòa giải dân tộc, nhưng họ luôn luôn phải đặt ra những điều kiện như thế này thế nọ, không thể chấp nhận được. Họ không biết thân phận của mình, họ chưa khi nào thừa nhận họ là những kẻ bại trận, họ chưa khi nào thừa nhận được những cái sai lầm hoặc là những cái yếu kém của họ. Họ luôn luôn muốn dạy dỗ chúng ta. Một kẻ bại trận rồi, nói trắng phớ ra rồi, học mà nói cho vuông, là bọn chúng là những tên giặc. Chúng ta đã quá nhân đạo, nhưng họ là những kẻ không biết điều. Họ bịa đặt ra những cái luận điệu vô cùng, nghe rất là bực bội. Nếu như mà các bạn đã nghe những bài nói chuyện của cái thằng Tân Thái hay là thằng Benny Trương, thì nhiều lần phát bực tôi muốn đập điện thoại. May là nhớ là điện thoại của mình, thế này không đập. Kẻ như vậy thì làm sao quy tụ được lòng dân, làm sao tuyên truyền được vào người dân? Tối thiểu thì nó cũng phải bằng được những người cộng sản, hoặc hơn được thì càng tốt. Nhưng từ trước tới nay bọn chúng chưa khi nào đứng tới đít của những người Việt cộng, mà chúng lại cứ xu nhân dân chúng ta là phải biết bảo vệ mình, phải biết đấu tranh. Trong khi chúng ca ngợi nhân quyền của bọn chúng ở cái nơi xứ sở mà bọn chúng đang ăn đậu ở nhà đó, nào là mọi cái được bảo vệ, đến con chó cũng được bảo vệ, cái quyền lợi của nó là không bị đánh đập phục thì. Và bọn chúng lại rêu rao ra là người đàn ông còn phải đứng không được bảo vệ được bằng con chó. Thứ nhất là trẻ em, rồi đến đàn bà, rồi đến chó, rồi mới đến đàn ông. Nó nhục nhã như thế mà chúng cũng còn khoe được, thì thực sự bọn chúng là những kẻ vô liêm sỉ. Chúng ca ngợi nhân quyền ở Mỹ, tự do ở Mỹ, khi những người cảnh sát Mỹ chấn áp những cái vụ nổi loạn hoặc những vụ biểu tình, thậm chí dùng dùi cui đập vào vật ngã ra, thì chúng coi đấy là cảnh sát Mỹ đang thực thi công vụ. Còn ở Việt Nam, những cái cuộc bạo loạn như ở Kẻ Gai vừa rồi hay như ở Đồng Tâm vừa rồi, lực lượng cảnh sát đến chưa có hành động gì, thì những live stream đã tới tấp rằng công an, cảnh sát Việt Nam đang tới đàn áp, đánh đập người dân. Bọn chúng chuyên môn xuyên tạc và nói ngược ngạo. Cái này tôi nói rồi, nhưng mà có thể có những bạn chưa nghe, cho nên là tôi xin nói luôn để mà vạch rõ cái bộ mặt của những cái tên dân chủ cuội này.
nhưng mà bọn chúng luôn luôn chỉ nhìn ở một phía. Đơn giản như những cái việc như là bọn chúng thường nói là bây giờ Việt Nam quá nghèo khổ rồi, dân chúng là cứ phải đi ra nước ngoài làm con làm ô xin, rồi thì đi làm thuê làm mướn, bởi vì đất nước mình quá nghèo. Nhưng mà chúng có biết đâu rằng đó là cái đường lối cũng như là cái chủ trương rất là quan tâm đến người dân của nhà nước Việt Nam. Bởi vì như mọi người đều biết, khi nền công nghiệp phát triển, chúng ta đã nhập những cái máy móc, những thiết bị tiên tiến để giải phóng sức lao động. Và ở quốc gia nào cũng vậy thôi. Khi máy móc hoặc khi công nghiệp phát triển thì cái sức lao động được giải phóng ra rất nhiều. Và cái sức lao động dư thừa đó ra thì nhà nước đã tạo điều kiện rất thoải mái cho người dân được phép đi ra lao động ở nước ngoài để có thêm thu nhập. Điều đó là chính sách của Việt Nam đối với người dân rất là cởi mở, được xuất cảnh, được đi làm việc vô cùng thoải mái. Nó không nhìn thấy cái điểm tốt đó, mà nó cứ cho rằng do nghèo khổ cho nên là người dân mới phải đi ra nước ngoài làm việc. Tóm lại, lũ người Việt bị biến đổi gen đang tìm mọi cách để nói xấu đất nước ta, bôi nhọ chế độ của chúng ta với mục đích rằng để vơi bớt đi nỗi hận thù, để thỏa cái lòng ganh ghét và đố kỵ của bọn chúng. Chứ thực ra theo Trần Gơ thì bọn chúng không làm được cái trò chống gì.